Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái máy Maruyama. Cái máy này nó có tên là KC230ERS-1 nha các bạn. Maruyama Beat M ha, là hàng được người tiêu dùng bình chọn nha các bạn. Cái dòng máy Maruyama này, cây KC230 này nó sở hữu một cái chụp giật trợ lực các bạn. Chụp giật trợ lực. Nó sở hữu cái bích tông là 32 ly. Và dung tích xi lanh nó là 23cc. 32 ly nha các bạn. Với tầm làm vườn mình rất là vừa tay nha, rất thích hợp cho giới phụ nữ ha, người lớn tuổi. Vì lý do là trọng lượng nó rất là nhẹ nhàng và nó rất là ít ăn xăng nha các bạn. Dòng máy Maru KC230 này nó có một cái nòng cải tiến để cho ít ăn xăng nha. Và một cái bích tông cải tiến nữa các bạn. Là nó, cái bích tông này nó có những cái khe để chứa chất nhờn nha các bạn. Làm cho cái bích tông mình hạn chế cái việc mà bị dính nòng rất là cao nha các bạn. Dường như là nó không có bị dính nòng các bạn. Cho nên chạy rất là bền, máy rất là bền bỉ nha. Cái dòng máy nòng cải tiến, bích tông cải tiến nha các bạn. Và nó đặc biệt là nó rất là nhạy các bạn. Rất là nhạy nổ luôn. Với phụ nữ trẻ em gì khởi động nó cũng nổ hết các bạn. Rất là nhạy, nhạy cực kỳ luôn. Các bạn nhìn xem, cái máy rất là xuất sắc luôn các bạn, rất là đẹp. Các bạn nhìn xem ha. Đây, nòng cải tiến các bạn có thể quan sát kỹ, các bạn có thể thấy. Đây, nó có một cái cửa sổ phía trước nha, sau nó cũng có cửa sổ nha. Chứ không phải như nòng thông thường như ngày xưa ha. Bích tông thì nó có khe giữ chất nhờn nha các bạn. Khe chứa chất nhờn, do đó là nó rất là hạn chế việc dính nòng nha. Nắp sàn kính nha các bạn, nắp sàn kính có lỗ thông hơi riêng đây các bạn. Chạy, nó chạy một cái chế quạt khí quanh rồ tự động nha. Đây, mình mở ra cho các bạn xem nè. Cái dòng chế quạt khí quanh rồ lùng nè các bạn, nó lùng hơn bình thường ha. Nó có chữ quanh rồ đây ha. Đây cũng có chữ quanh rồ nữa các bạn. Đây là e gió nha, kéo xuống là đóng ha, kéo lên là mở. Made in Japan trong lốc luôn nha các bạn. Này, các bạn xem. Đây các bạn. Made in Japan ha. Đây các bạn. Các bạn có thể chụp hình lại nha. Đây. Made in Japan ha. Hơi khó thấy một chút ha. Rồi. Các bạn quan sát xem. Nó rất là đẹp ha. Rất là mới luôn. Cái nó mang cái màu xanh dương nha các bạn. Màu xanh dương đậm. Rất là đậm ha. Đậm hơn các bạn thấy trong hình nữa. Do cái máy quay nó rất là không có, có độ trung thực cao các bạn. Máy quay nó không có độ trung thực cao ha. Các bạn quan sát xem. Cái bồ nó còn trắng tinh luôn ha. Đây công tắc nó đây các bạn. Công tắc đây ha. Maruyama Beat M. Các bạn xem phía dưới ha. Rất là đẹp luôn. Màu xanh này của nó nè, bản chất nó là màu xanh này nè các bạn, rất là đậm ha.
Nó tay gà bóp nha các bạn, tay gà bóp, tay gà bóp. Đi làm ở đây các bạn. Chanh cỏ đây, cùi nó đây, cùi nó rất là cái chân, cái chống dính cỏ nó rất là khích khao các bạn, khích cháy luôn. Ở dưới này có chống mài mòn luôn các bạn, có chống mài mòn dưới này ha, trên có chống dính cỏ ha, rất là êm, không có tí rơ nào hết nha các bạn, rất là êm luôn. Tổng thể cái máy đây các bạn, màu xanh dương rất là đậm đà ha. À, để mình nổ thử cho các bạn xem nha, rất là nhạy luôn, rất là thích hợp cho giới phụ nữ và người lớn tuổi nha các bạn. À, chụp giật trợ lực qua một tua là nổ. Khởi động rất là nhẹ nhàng các bạn. Rồi, cái video mình giới thiệu cái máy Maruyama Beat M KC230RS gạch 1 đến đây là tạm dừng nha các bạn. Xin mến chào và hẹn gặp lại các video sau. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.